tính Mac Pro giá hơn 1,37 tỷ đồng. Với hơn 1,3 tỷ đồng, bạn sẽ chọn mua một mảnh đất, một căn chung cư, một chiếc ô tô hay đơn giản chỉ là một chiếc máy tính với cấu hình khủng. Apple đã giới thiệu chiếc máy tính Mac Pro thế hệ mới nhất của hãng hồi tháng 6 vừa qua và chính thức bán ra sản phẩm từ ngày hôm nay với mức giá khởi điểm 5.999 đô la Mỹ, tương đương 138,8 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu người dùng muốn sở hữu phiên bản với cấu hình cao cấp và mạnh nhất của Mac Pro, sẽ phải bỏ ra số tiền lên đến 52.599 đô la Mỹ, tương đương 1,21 tỷ đồng. Điều này giúp Mac Pro trở thành chiếc máy tính đắt nhất trong lịch sử của Apple. Trong đó, với mức giá khởi điểm, người dùng sẽ sở hữu một chiếc Mac Pro với bộ vi xử lý Intel Xeon, 8 lõi, 32GB bộ nhớ giảm, ổ cứng SSD 256GB và các xử lý đồ hoa AMD Radeon Pro 580X. Còn với tùy chọn cao cấp nhất của Mac Pro, có giá 52.599 đô la Mỹ, người dùng sẽ được sở hữu một chiếc Mac Pro với bộ vi xử lý Intel Xeon Watt lên đến 28 lõi, xung nhịp 2.5 GHz và có khả năng đạt xung nhịp tối đa 44 GHz, bộ nhớ RAM lên đến 1.5 thương binh, tốc độ bit 2933 MHz, ổ cứng lưu trữ lên đến 4 TB SSD, hai các xử lý đồ họa AMD Radeon Pro Vega 2 Duo cùng nhiều phụ kiện khác như bàn phím Magic Keyboard, chuột Mac Mouse, đáng chú ý. Mức giá kể trên chỉ tính riêng cho chiếc máy tính Mac Pro chứ chưa bao gồm màn hình để sử dụng. Nếu muốn, người dùng có thể mua kèm theo màn hình Pro Display XDR được Apple ra mắt cùng với Mac Pro thế hệ mới, với mức giá 4.999 đô la Mỹ, tương đương 115,8 triệu đồng, hoặc tùy chọn màn hình Pro Display XDR với mặt kính kết cấu nano có giá 5.999 đô la Mỹ, tương đương 138,8 triệu đồng.